Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Sau những ngày tập luyện kể từ khi hội quân cách đây gần một tuần, đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 với thành phần bao gồm 28 cầu thủ. Đây là giải đấu được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng trước khi các cầu thủ của chúng ta hướng tới việc bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam trong tháng 5 tới. Ở giải đấu này, trợ lý Lee Jang-jin được trao cương vị quyền huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông cũng sẽ có được sự hỗ trợ từ những thành viên khác trong ban huấn luyện, đặc biệt là hai người đồng hương gồm bác sĩ Choi Yoo-young cùng huấn luyện viên Gong Oh-kyun, người được chọn để thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Theo lịch thi đấu dự kiến, trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 3 gặp đội tuyển U23 Iraq. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.